Con gì? Đấy, con ngoài con nữa. Con chỗ đấy. Đấy có con lợn ngáp thắt rồi. Ui trời ơi, chờ cái chuyện nó chạy ra con. Chạy chỗ đấy đấy. Can nước rửa, can nước rửa. Can nước rửa bạn hết rồi đấy. Chưa. Rồi ok. Vãi cỡ. Chỗ này vớt đúng vậy. Chỗ này thật đảm bảo về tầm 5-7 cân. Thật, vớt, vớt. Ôi trời ơi, một vớt đây này. Vãi thật. Ôi trời ơi. Vãi thật. Tao chưa bao giờ mà thấy nó nhiều như thế này. Thấy chưa, thấy chưa. Thời khắc bấm máy là quan trọng chưa. Thời khắc bấm máy thật. Đúng rồi, đâu phải ai cũng chấp được thời cơ đúng không? Kinh nhớ vậy nồi. Wow. quay thẳng xuống kia luôn, quay thẳng xuống kia luôn đi, làm cái đoạn kia phát nữa nhìn cho đã. Đang còn nhiều này, nó còn vọt gần đây này, cá đầy chân chứ các bác. Đúng một vật, đúng một nhạc này. Không có các bạn sao mà để chúc cho nó xuống hết được. Giờ sao để bắt xuống hết chứ. Gọi cái bác đầu kia anh kìa, bác nó lên bác cái nhặt cho thầy nhặt mất xuống đi. quay tao thằng nhặt. Nuôi mà. Wow, nó nhiều nhờ, nước chảy mà nó vào. 25 mà 30 à. đi đánh cái chỗ miệng cống kia phát nữa. Cứ đều đều ra đi. Xem cho đỡ. Vãi thật chứ. Lắm nó nhiều này. Mấy ông nhìn thấy. Ôi này, hay nhiều nhỉ. Mấy ông ánh lưới này. Đấy, trời ơi. Quái trong chỗ. Ôi trời ơi, thôi con trâu phi. Để hát lên cho các bác thấy nè. Chẳng là cá gì nhỉ. Rồi, vứt vẫn chưa xong rồi các bạn. Con trâu phi thôi. Ôi. Đôi khi thôi. Nhưng mà con tưởng con to. Nhưng mà không. 70 con. Vứt xuống thêm mệt đúng không anh? Đây, đây, đây. Rồi. Bấm máy. Chỗ này hôm nay nước không chảy. Chỗ này không có. Nhưng mà ít. Nhưng mà... Chỗ này hôm nay nước không chảy. Vãi nhỉ. Lật vứt ca chung. Lật cao người. Kiếm thôi, bây giờ kiếm cá ngon thôi. Không. Cái gì? Thì nó đang chỉnh nấc. Lúc này là để chơi mấy phát rô phi. Quá cái phát ba đạo nhỉ. Kinh khủng. Kinh. Nó trắng luôn nhỉ. Phải nói là kinh khủng đấy. Những lần trước không thể nhiều như thế. Quá nhiều luôn đúng không? Mấy hôm lần trước mà nhiều thế nhỉ? Này, con cá gì này? Ô, cá rất là lạ, đẹp nhá. Ô, kiếm cái gì về nuôi đây? Kiếm gì về nuôi đi. Nuôi được nó không? Nhưng mà con này là cá cảnh à? Kiếm... Cá này là cá ở dưới sông dưới kia đấy. Không, nó nổi lên mình tưởng cái gai cái cá chứ. Đầu tiên tôi tưởng là cái tuy bóng. Cái tuy bóng. Rồi, chuối. Ô, ôi, mấy con luôn đấy, không phải một con đâu. Ôi trời ơi, kia trong mấy con luôn đấy Thịnh ạ. Đây, vãi thật. Trong cái bèo này. Ôi trời, vãi thật. Không thật nhiều đấy. Không. Con thấy rõ luôn rồi. Con này con khác ra. Biết rồi. Đây, nằm trong chỗ bèo, quay chọc xuống đấy. Đúng. Ôi, nhiều mà. Không thật. Không có đâu, bên này không có. Để xem mình tán tới bên này, không có đâu. Sát trong bờ hay sao anh ạ? Sát vào trong ấy. Số phi. Số phi sắn. Này đánh tỏi nó ngon nhỉ. Hôm nay hên á. Hôm nay ngày đẹp. Ôi cần cái chép. Ôi trời lắm cái chép nhỉ. Chép đầy luôn. Trong lắm, mê lắm cá thôi. Cái chân cá kia không có cái bóng gì không bóng mỏ chuyện không
Không có. Đầu kia có túi bóng anh kia. Đầu kia có cái túi bóng xanh tí lên lấy. Ở đây có một cái cống này. Đi đi. Em không? Làm phát nhìn cho đã đời. Vớt vớt cái chỗ cái túi bóng lên lên cầu. Vớt vớt cho anh Toán đựng con cá. Về nuôi cho vui. Bắt cá chưa? Ừ, thôi thì đánh nốt chỗ này đi, xong rồi lấy được hai clip rồi, hôm nay hai clip hay rồi. Ô, nhưng có phải bật nấc lì không để mà thôi. À, chỗ đây nước mình chảy này. Nhìn cá trắng nó lên. Ui, chép kìa. Giật ngang nó loại. Chép mà. Các bác kìa. Nó hút cá đây. Đó, à chỗ kia, chỗ kia. Đây, này nước cũng kém rồi. Đấy. Ít nhưng mà ôi, to. Ừ, con này to này. Con này thì kết hợp đoàn rồi. Ôi, cái gì ấy? Con. Ôi trời ơi, trời ơi, gì đấy các bác, nó nổi rồi. Cá rô phi nổi đấy. Không, nhưng mà này lúc này có con cá gì này? Ừ, nó hình cũng phát. Hay chẳng lẽ rô phi không? Đang tìm kiếm cá chuối. Ôi. Con này chắc là kết nạp đoàn được anh ạ. Bảo đoàn tốt. Con này cũng theo luôn được. Tiến lên đội viên. Ui, lắm phết đấy chứ. Cá này. Tổng này nó nhiều nhỉ. Trời ơi, cắt cái trên nấc này đi. Đánh gần cái kia. Phải nói là rất là nhiều cá ngon. Rô phi chỉ lấy cá to này nha các bác nhé, không thèm lấy cái loại lom rom nhé. Ô, con chuối phải không? Chép à? À rô phi to phết đấy, không lấy à? Nhiều lắm rồi. Sách nặng luôn.